Đây sáng tiện mình đang đứng ngay chỗ cái ngã ba mà rẽ vào quảng trường 8 tháng 10 nha các bạn. Cái đoạn rẽ là nó đối diện với lại công an huyện Đức Phổ á. Công an huyện Đức Phổ này. Ra đường rẽ vào. Sáng tiện mình quay luôn nha các bạn xem luôn. Đường ở đây dân tấp nhập như thế nào. Bây giờ hiện tại đang là đêm 30 Tết nha các bạn. Thì lát nữa 12 giờ sẽ bán pháo bông. Là người ta đi tới và chơi rất là đông luôn. Đó. Đó thì bạn cứ vào quán trường thì cứ vào đường này nha. Bây giờ đêm nay thì nó không cấm, mình đi vào thoải mái. Xe máy là đi đường này nha. Còn cái đường mà đường chính á, ngay chỗ đó đường vào Văn Đồng là nó chặn lại rồi, chỉ được đi bộ thôi.